Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội bằng hình thức đối thoại trực tiếp với Sở Tài chính thành phố về dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trần Chí Cường. Theo đề xuất của Ban soạn thảo, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 có biến động khá lớn, tăng bình quân khoảng 23% so với năm 2022. Đa số các ý kiến tham gia góp ý cho rằng, đối với một số vị trí đặc biệt có biến động lớn, việc đề xuất tăng là hợp lý, nhưng mức tăng theo như dự thảo là quá lớn, cần nghiên cứu đánh giá kỹ hơn, chặt chẽ hơn để xác định tăng hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với thực tế. Đối với những đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh, đề nghị vẫn duy trì hệ số K bằng 1. Trên cơ sở về tình hình phát triển kinh tế xã hội, lấy bằng hệ số của cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo được cái việc là thực hiện cái hệ số đối với các cái khu đất mà thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những cái đơn vị đang hiện nay đang làm, đang sản xuất kinh doanh, đang kinh doanh dịch vụ. Còn cái chuyện những đấu giá mới, những cái khu mới, chúng ta có thể vẫn tính toán được để mà vì thực hiện những cái việc đấu giá. Nó cũng không ảnh hưởng nhiều, tại vì đấu giá nó sẽ theo thực tế của cái việc mà thực hiện. Anh để hệ số 1, giá đất, giá sàn từng đó đưa ra đấu vẫn có thể cao hơn là cái việc của thực hiện. Còn hỗ trợ ngay những đơn vị đang sản xuất, đang kinh doanh, đang hoạt động thì cũng phải có một cái hệ số như vậy. Còn những hệ số ở các đường khác thì các đồng chí cân nhắc lại, tính toán lại cho nó đảm bảo hài hòa. Một số ý kiến cho rằng, việc giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp là hợp lý. Điều này sẽ góp phần bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngắn hạn và trung hạn. Để cho bình đẳng, chúng tôi đề nghị trong khu công nghiệp không điều chỉnh thì đất ở ngoài doanh nghiệp cũng là điều cũng không điều chỉnh, bởi vì người ta là doanh nghiệp. Chúng người ta đang nằm trong một cái đối tượng, đây là những người lính thời bình, người ta đang ra sức phục hồi lại cái nền kinh tế chúng ta. Các đại biểu cũng nêu ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất làm tròn một con số sẽ có tác động rất lớn đến tâm lý người dân, doanh nghiệp. Khi làm tròn hai con số thì có thể bước nhảy của hệ số điều chỉnh sẽ nhỏ hơn. Đối với địa bàn khu vực nông thôn thì cân nhắc không nên tăng tỷ lệ điều chỉnh giá đất, cần giảm tỷ lệ đối với một số khu vực nông thôn ở huyện Hòa Vang và nên giữ nguyên theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022. Tiếp thu các ý kiến góp ý, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho biết việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm nhằm mục đích làm cơ sở cho việc xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được phù hợp với giá đất phổ biến thị trường, góp phần chống thất thu ngân sách trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thứ nhất là tôn trọng nguyên tắc nhà nước quy định là giá đất phải phù hợp với giá đất thị trường, đó là một nguyên tắc. Nhưng cái vế thứ hai nữa là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Thì hai cái này thì rất khó. Bây giờ thứ nhất là cái phù hợp với giá đất thị trường thì cái khoản này có thể định lượng được, bởi vì giá đất thị trường giao dịch thì có thể thu thập thông tin. Nhưng mà phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương thì nó có một cái định tính quá, nó không thể có con số cụ thể. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, các ý kiến góp ý, phản biện sẽ được gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các ngành chức năng có trách nhiệm nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, nhằm góp phần tạo đồng thuận xã hội khi chủ trương của thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng vào thực tế.